khi bỏ đi như kẻ không nhà. Ba! Ba ơi ba! 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 Đi! Hả? Gì? Nó... Nhanh! Đi! Gì ba? Như về tới nhà mà... Mà đến bét ba hay sao mà tự nhiên bà làm lớn như vậy? Đâu có, anh hai kêu là kêu em ba đó. Kêu em ba thì phải nói rõ ràng em ba. Kêu ba ba. Tại anh gấp quá, thôi mà đừng có nóng giận mà ngồi xuống nè, dép của em nè, đó, anh đi lụm cho em thấy không, hả? Thôi mà đừng có giận anh mà, nè, má mất, má nói là anh ở lại là phải bảo bọc chăm sóc cho em, bởi vậy anh phải đi theo lo lắng cho em như vậy đó. Má kêu bảo bọc lo lắng là lo lau chùi tắm rửa cho tôi, hả? Lo ăn lo uống cho tôi chứ không phải là lo đi cái chuyện tào lao, đi lụm chiếc dép của tôi. Thật là cái chiếc dép này là tôi cố tình làm rớt lại. Để có một nữ đại gia nào đó, người ta để ý tôi, người ta lùm xong người ta đem đến đây người ta trả. Người ta để ý tôi xong người ta đến đây chả thấy cái nhan sắc tôi, cái người ta sẽ chốt đơn, tôi chốt kèo, hai đứa chốt cửa lại, tôi đổi đời. Hư cấu vô cùng luôn ba. Hồi nãy mà anh không giật đôi dép này lại là em chốt cái đơn kỳ lắm. Kỳ hồi nãy không phải là một nữ đại gia, mà là một nữ đại gia lùm cái này. Mà không phải dè thường nữa. Dè gì? Dè chai nha. Anh phải giành giật lắm mà anh mới đem được dép về cho em đó. Thôi mà đừng có giận anh mà. Trời ơi, thôi bây giờ nghe lời anh. Nghe gì? Đừng có hư hỏng nữa. Em đi chơi bời như vậy á, Dượng biết á là Dượng rầu lắm, Dượng buồn đó hiểu không? Rồi mẹ ở trên trời mẹ cũng buồn, rồi anh cũng buồn nữa hiểu không? Buồn gì? Buồn gì rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là ở với ta suốt đời. Buồn gì mà buồn? Mệt em quá. Thơ thẩn đồ nữa. Thôi bây giờ nha, nếu mà em đã nói cái thơ buồn ngủ đó, thôi bây giờ em vô buồn em ngủ đi. Cái gì vậy? Bây giờ mà em không vô buồn ngủ là em buồn đó. Bây giờ tự nhiên kêu tôi đi ngủ. 10 giờ sáng tự nhiên kêu tôi đi ngủ, sao tôi ngủ? Dượng kiếm em từ khuya qua tới giờ đó ba. Trời ơi, anh khó khăn lắm anh mới giấu giếm được đó. Ba kiếm tôi sao không nói? Cái gì? Ba kiếm tôi phải nói cho tôi biết chứ, bây giờ ba biết tôi đi ra đường là chết. Trời ơi, anh cũng đi. Bây giờ em chạy vô ngủ liền. Vô căn phòng ngủ. Nếu mà bà có thấy được hay là bà có biết được, phải nói là không có thấy tôi nha không? Trời, yên tâm em ba nè. Dượng mà hỏi nha, là anh nói là em nằm trong phòng. Dượng nó bị lớn tuổi, Dượng nhìn không thấy. Được không? Quá được. Hợp lý không? Bây giờ tôi mới thấy anh xứng đáng là anh hai của tôi. Đó. Yeah. Dượng. Ủa, như Dượng. Dượng mới dậy hả? Ba. Dượng. Bà mới dậy lâu hả? Rồi. Tao vậy tao đã chải cái đầu tóc tao láng mưa rồi. Thôi ba để cái đầu tóc lạ quá. Dạ ba, con cũng mới về đó ba. Ê à. Con mới dậy, con mới dậy. Mày đi đâu về? Cả dạ. Đêm không thấy mày ở nhà. Dạ, dạ đâu có con. Con mới dậy, con ở với anh hai nè. Em nó đi đâu? Dạ em đi làm mấy chuyện tục nó. Không cái gì? Tục thể dục. Em đi tập thể dục đúng rồi. Đúng rồi. Dạ đúng, con tập thể dục. Con tập thể dục là để cho thục thiệt dễ đó ba. Dạ. Ba biết không, con tập thể dục mà ba. Cả đêm luôn, trời cả đêm con chạy quá trời con chạy luôn. Con chạy bán sống bán chết, con chạy một hơi mà con quay lại con nhìn lại. Rồi không thấy ai xung quanh con hết, con về đích luôn á ba. Thiệt đó, thiệt. Mày chạy với cô Hồn hả? Không, con chạy với người. Đâu có ai mà chạy thể dục mà chạy cả đêm như mày. Dạ. Tao không bao giờ tao tin được cái mặt mày. Dạ. Còn con. Dạ. Mày phải nói cho tao biết. Nó đi đâu? Em ba đi. Đi đâu? Em ba đi. Đi đâu? Đi đua xe bị bắt xe rồi. Mày đi đua xe? Dạ. Mày hết quân đề, đá gà, giờ tới phiên đua xe. Ba, nghe con nói, con không có đua xe. Con là con ngồi coi người ta đua xe. Mày ngồi coi đua xe mắc mớ xe mày bé bác. Ba biết con bị liệu mà. Con đang ngồi coi đua xe vậy đó, cái tự nhiên con thấy người ta chạy đua xe vậy, tự con nghe cái tiếng bắt đua xe, con nghe tiếng bắt cái con phóng lên cái xe, con nẹt ra cái con chạy, trời ơi con chạy một hơi con quanh lại, dạ con về tới đích luôn, người ta phát cho con cái giải nhất luôn. Mày hay quá, mày bị liệu kiểu đó nghe, tao giết mày có ngày. Dạ. Mày vừa phải phải thôi, nhà này ăn núi gần lỡ rồi đó. Mà em có khiếu lắm Dượng, em chạy không ai bắt được em, người ta chỉ bắt xe thôi Dượng. Nó lọt đi đâu mà không bắt được nó. Dạ em. Mày càng lúc càng điên rồi nghe. Dạ. Cơm nước sao rồi? Dạ rồi, con chuẩn bị rồi Dượng. Vô dọn cơm. Dạ con đi dọn cơm cho Dượng liền. Ê bội. Hả? Anh hai đâu vậy?
đi đi vô dọn cơm. Thôi đi dọn cơm. Trời ơi, bộ nhà này có mình ba ăn hả? Bộ tôi không ăn hả? Quên. Em ba từ khuya tới giờ. Rồi em ba ăn gì nè? Tôi đau răng, nấu cơm nhão cho tôi ăn. Ôi, cấu hình răng em ba như vậy mà cũng biết đau nữa hả? Trời. Ý là nhìn cấu hình răng em mạnh quá mà vẫn đau hả? Đau. Giờ tôi ăn cơm nhão. Không. Dạ. Tao ăn cơm khô mà. Có. Ba cứ ăn cơm khô đi, con ăn cơm nhão. Rồi. Nhưng mà tao tới ta ăn cơm khô mà. Có cơm khô cho dưỡng, có cơm nhão cho em ba luôn. Rồi. Nè. Ê. Bộ không lẽ giờ đi ăn cơm không hả? Làm ơn luộc cho tôi hai cái trứng gà luộc nha, ăn có chút bổ dưỡng để ta còn đập thể dục. Mày sao mày khó mày vậy ơi? Tao ba kỳ quá, con thích gì ba chiều con chứ. Ăn kho quẹt. Rồi. Tao ăn kho quẹt. Dạ rồi, quẹt dưỡng có kho quẹt, có trứng luộc luôn. Rồi. Dạ, làm ơn nha. Lần này hôm nay làm ơn đem cho tôi đôi đũa ngà cho tôi ăn. Không. Kho quẹt là phải quẹt bằng đũa tre. Con quẹt đũa ngà nó trơn, nó không có dính nắm đâu. Ba, đũa tre nó xước cái nú răng con. Nhưng mà đũa tre nó tao ăn kinh nghiệm hơn, tao quẹt nó dính. Rồi, bình tĩnh. Dượng với em ba bình tĩnh, có đầy đủ luôn. Rồi bây giờ là Dượng là lấy đũa tre quẹt trứng em ba. Cái gì vậy? Tự nhiên tao lấy đũa tre tao quẹt trứng nó làm chi? Không, đang nói gì. Không, quên là Dượng cầm đũa tre ăn kho quẹt, còn em ba là cầm đũa ngà ăn trứng. Đúng rồi. Con đã bị thần kinh yếu rồi mà gia đình còn nói vậy là sao? Bây giờ ngồi đây, con vô chuẩn bị. Nhanh đây. Con ngồi vô chuẩn bị liền. Mày đó nha, đừng có ỷ nha, đừng có ỷ tao là cha ruột mày, nó con ghẻ tao rồi tao binh mày tao bỏ nó nha. Ba ơi ba, ba nên mừng vì có con là con ruột của ba. Con hơn cha là nhà có phúc đó. Có, mày đẹp hơn tao cái nhan sắc thôi đó. Hôm nay nhưng mà con thua ba, tại bên cánh nay cái tóc ba chải lạ quá. Ba, con giống ba quá, ba cho con 100 triệu đi ba. 100 triệu chi? 100 triệu con qua Thái Lan. Mày đi chuyển giới hả? Ba, con thích làm đàn ông lắm, chuyển giới gì? Tự nhiên là khùng đi xin 100 triệu chi mày? Con nghe nói ở trên mạng đó là có cái bà hoa hậu phu nhân đó, bà hoa hậu Thành Đạt, danh nhân Thành Đạt, là bà coi như chuyến này bà qua bên Thái Lan, bà coi cái show bà ghi bài này 40 năm gì đó, bà sẽ ngồi cái ghế hàng đầu. Bây giờ bà cho con 100 triệu đi, không con mua cái ghế hàng đầu con ngồi kế bên bà, cái bà nhìn con nhìn bà nhìn con nhìn bà, hai đứa chốt hàng. Đó, con đổi đời luôn. Tao nói mày nghe nè, mày xin tao 100 triệu để mày ngồi hàng đầu hả? Yeah. Mày đưa tao 2 triệu tao cho mày ngồi đầu tao nè. Ông nội mày ba kỳ quá. Nói mày nghe, mày làm như tao không biết tiếng Nga họ bán vé bao nhiêu hả? Mày xin 100 triệu mày ngồi hàng đầu. Trời ơi, thì bây giờ cái đâu ghế giá dữ dằn vậy? Không, nhưng đâu mà còn cái áo quần ba phải đầu tư cho con chứ. Còn tao nói mày nghe nè, tự nhiên sao mày nói có bà doanh nhân Thành Đạt nào hoa hậu đi? Hoa hậu thằng doanh nhân Thành Đạt. Nè, bà mày ngồi gần bà cho bà khỏi coi luôn hả chị? Bà nhìn mày bà ói, bà cắm đầu xuống bà khỏi coi luôn á. Ba kỳ quá. Để người ta thưởng thức chương trình nhá. Ô ba kỳ, ba phải đầu tư, ba phải nghĩ đến tương lai cho con chứ. Ôi tương lai gì con ơi, tương lai con mịt mờ lắm con ơi. Con nói bà nghe nè, bây giờ ba không cho tiền đúng không? Không. Bán nhà. Bán cái cù loi. Gì vậy? Nhà mày hả mày bán? Nhà này nhà của tao. Nhà nào nhà của ba? Nhà của này... má con. Thì nhà của má mày, má mày là vợ tao, bà chết bà để lại cho tao là nhà của tao chứ có đâu tới mày. Gì vậy? Nhà của chồng công vợ mà. Bà nói gì? Của chồng công vợ hả? À. Của chồng nào? Chồng trước của má con là ba của anh hai đó. Thấy không? Ông chết ông để lại cái gia tài. Thấy không? Ba dụ dỗ ba hốt má con. Thấy không? Rồi giờ bà chết cái rồi bà hưởng hết cái gia tài. Của nào mà của ba? Công nào công của ba? Mày đến nha, tao đập mày à. Mày nói cái chuyện cái của đó nha. Tao có thể châm trước được là tại của cha thằng hai để lại. Nhưng mày nói tao không có công là tao quánh mày. Công gì? Bà có trời công gì? Trời ơi, tao hì hà hì hục mấy năm trời mới loài ra mày đó. Tao có công không? Trời ơi, mấy năm luôn hả ba? Mấy năm nè. Trời, con đâu có biết ba yếu như vậy. Giờ ba nói con mới biết luôn á. Đó, mới đẻ ra mày mạnh nè. Ôi, ba. Đi. Trời ơi. Không. Không cho bán nhà đi. Dẹp đi. Ba mày ăn cơm à. Mày để tao ăn cơm cho ngon nha. Tao chưa quánh mày cái tội đi đêm à. Cơm đâu? Dạ, cơm tới mày rồi, cơm tới rồi. Tình có 100 triệu cũng cho. Trời ơi, ăn đồ này cái tù, muốn tù tao chết hoài. Thì trước sau ba cũng chết mà. Hai tay bưng bát cơm đầy, gia đình hòa thuận tụi mình ăn cơm. Trời. Đây, hai đứa bay đồng lõa muốn giết tao chứ vậy? Giết gì? Đem cơm cúng ra luôn rồi.
Dưỡng nói gì vậy? Cái tiểu cảnh này là đồ ăn của Dưỡng với em ba ngày hôm nay. Trời mà ơi, tao nói là tao ăn cơm khô mà. Thì có cơm khô mà. Cơm khô đâu? Cái này cơm nhão mày in một cục y như cơm cúng vậy. Không có, Dưỡng, Dưỡng sai rồi Dưỡng. Ở trên là cơm nhão, bây giờ mà Dưỡng ăn cơm khô, Dưỡng chỉ cần gạt cái lớp cơm nhão là cơm khô nằm ở dưới. Đây, mắc mớ mày đưa cái đôi đũa trẻ này. Tao kêu mày lấy cái đũa tre để tao quẹt, mắm quẹt cho nó dễ. Tự nhiên mày trẻ đôi đũa cái ra bông vậy. Không phải, cái này là cái đũa để ăn khô quẹt đó Dưỡng. Ăn khô quẹt cần gì lấy cái đũa này làm gì? Trời ơi, con biết cái nương cái nết của Dượng mà. Bây giờ con tưởng tượng này, cái đũa này mà ăn khô quẹt chấm được bao nhiêu khô quẹt đâu. Đúng không? Cái đầu này mà chấm vô, trời ơi, coi chút ép. Làm sao mà đá cái nương của Dượng. Đó, con là con làm cái đũa này là để ăn khô quẹt nè. Dượng lấy cái đầu này nè. Dượng quẩy nó một cái trời, khô quẹt kìa. Đó, bây giờ nha, Dượng đưa vô miệng. Dượng làm. Nhiều khi nó lên đường luôn á Dượng. Thằng ngu thiệt. Đúng, ăn nước mắm nhiều là phải lên máu, lên muối chứ mắc mơ ăn mắm mà lên đường rồi thằng điên. Không phải, tại cái này con chuốt nó còn sơ sài á, nó bén á, nhiều khi đưa vô rút cho rộp không cầm máu được là lên đường thực sự á. Rồi, là, rồi, không, rồi, đây, là. Đây lòi ra ý đồ là tụi bay muốn giết tao nha. Không muốn có con. Giết tao để bán cái nhà này đúng không? Ủa, bán nhà gì Dượng? Như mua da trai vậy. Người đẹp mà còn giàu tới đây. Cái nhà sập xệ này có ai bán không? Con điên. Đi ra bấm chuông. Nhà này bộ nhà quan chức chủ đi vô không bấm chuông vậy trời. Nhà này có chủ hả? Bán đi. Bán tôi căn nhà sập xệ tôi giật sập lại tôi xây nhà mới. Ủa? Bất động sản đang đứng lắm. Thở oxy hết trơn hết trội rồi. Bán tôi đi. Tao tán mày sập xuống đây trước nè. Bất động sản đứng mà ông tán tôi sập làm chi? Tôi cũng ngồi vậy tôi mua à? Tôi mua giá một không muốn bán tôi trả giá gấp đôi bán không? Không bán. Bán mà. Không bán. Ê trời, cái thằng bé cái mặt thú vị quá. Trời ơi, thằng bé này có bán không? Cái gì vậy? Tự nhiên thấy trai đẹp cái tươm tướp nhân cướp à? Nè nha, tôi không có bán thân nha. Không, cái thân này là đền bù lại cho người ta chứ bán ai mà lấy? Cái này khu vực giải tỏa là bụng bự quá. Tại vì cái mặt giải trí nha. Ê, cái mặt dễ thương, cái mặt này gọi là cái mặt ăn nhậu á. Là sao? Người ta nhậu sắp xỉn rồi, ngựa ngó qua ta ói, ta nhậu lại từ đầu. Con mẹ này bà nội vô duyên. Bà đâu vô duyên vậy? Mặt này mấy mẹ bán bia khoái lắm. Ê, chê nha, chê. Con mang gì chê? Gia đình này nghiệp hay sao, ba thằng xấu đều. Ủa Dượng, cái khối xiêm y này vẫn là con người hả Dượng? Ủa, vậy là con người không phải đồ nhựa. Không phải, không phải cúp bé. Dạ, con quỷ, con quỷ robot nhà vậy đó. Robot này ở đâu ra? Không nhìn ra tôi hả? Ai đây? Hai Hường, người yêu của ông nè. Tan 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 tan. Hai Hường, bà đi đâu? Bà trốn đi đâu? Đứng đây. Ngày thường ha, bà nói tôi là đàn đúm ăn chơi ha. Tôi đàn đúm ăn chơi lộ ra mặt. Còn ba chơi lén lút. Chơi mà đến giờ nè, bồ nhí kiếm tới nhà luôn nè. Bồ nhí đâu bồ nhí? Lại đây tấm lụm lại nghe kể. Tôi không phải là bồ nhí mà tôi là bồ lớn. Ngày xưa tôi với ổng ở đợ trong ngôi nhà này. Tôi làm vú em trong ngôi nhà này. Rồi á, một tay tôi quán xuyến ngôi nhà. Tay bên này thì tôi nắm thằng này tôi cho bú. Còn tay bên này tôi dọn dẹp tôi lo toan hết. Tại lúc đó ông ốm yếu. Tôi thấy thương ổng cũng cùng cái phận đi ở đợ. Để cho ông dưỡng sức. Chứ đâu đâu có ngờ tôi quán xuyến hết nhà cửa. Một tay làm vú, một tay quán xuyến. Ổng khỏe mạnh, ổng giọt lên ổng lấy chủ là lấy má của con đó, mới đẻ ra con. Chứ thật ra gì á là lớn, gì á là bồ đỡ lớn chứ phải bồ nhí. Trời ơi, vậy là gì là cái người mà cho con bú mớm từ cái thời đầu tiên rồi hả gì? Một tay gì đó con. Vậy là con biết bệnh thần kinh của con ở đâu ra rồi gì? Con... Tại tôi thấy tuổi thơ con dữ dội quá. Dữ và giận nha. Dạ. Đúng rồi. Vậy? Nó nói bà cũng đúng rồi. Nói gì đúng vậy? Đó, nó nói là bà cho nó bú mà bà nắm một tay bỏ cho bú rồi. Mày thấy nó điên không? Nó điên tới giờ đó. Ông sao tức cười quá. Thì quán xí trong nhà rồi cặp ở đâu rồi cho con. Sao tự nhiên giờ bà về đây? Tại bây giờ tôi ngon lành phải không? Tôi cát xưa đúng không? Quá trời. Quá trời quá đất chứ. Bị gì bây giờ giàu rồi. Hiểu không? Bây giờ quá trời giàu nhờ ông bỏ tôi. Trời thương người hiền mà còn đẹp. Trời ơi. Vậy
gì vậy? Khi mà trời nguyên rạp vậy? Đẹp. Trời ơi, nhờ như vậy đó tôi mới lấy được một người chồng ở LA. Wow. Hả? Gì? Dì dọn qua Los Angeles dì ở luôn. Là ở đâu? Ở California đó. Là ở đâu? Ở Mỹ. Hả? Tôi qua LA, tôi buôn bán giao dịch mỗi một ngày 2,000 hộp. Trời ơi, 2,000 hộp xoàng luôn hả dì? Trời ơi, hộp xoàng mà 2,000 hộp luôn. Không, 2,000 hộp vịt lộn. Trời. Sao cái gì? Vịt lộn làm gì vậy? Vậy? Qua bển bán một vịt lộn mà tôi bán sỉ. Vào chấn động mà cái dòng Tây Mỹ mà nó khoái vịt lộn rồi đó. Nó ghiền cũng giống như ghiền sầu riêng, ghiền bún mắm vậy đó. Yeah. Hột vịt lộn đâu có ăn trứng, nó ăn lận chục. Nó ăn xong nó nhào lộn chứ đi không nổi luôn. Trời ơi. Nó sung tới vậy luôn đó. Mà nhiều thằng nó ghiền kỳ cục lắm. Giống như bún mắm mà mình nấu cho nó không kịp á. Nó lấy cái miếng mắm, nó tới nó xin miếng mắm. Nó chét cái mũi như sức dầu xanh vậy. Trời ơi. Hết công á. Thiệt. Có luôn hả? Bán lộn qua cái gì không? Tả nhìn sợ quá vậy gì. Ông nó thiệt, cho nó ghiền bún mắm, nó ghiền dữ trời. Vậy luôn. Có vậy luôn. Ờ, nó ghiền nó mê dữ lắm cho nên bán bây giờ giàu lắm. Giàu ơi là giàu luôn. Cho nên lỡ giàu rồi là mình phải có chức vụ. Lén lén đi thi hoa hậu. Bây giờ tôi là đương kim vô địch hoa hậu. Thôi bà còn bà điên vừa vừa. Hoa hậu mà có vô địch. Ờ. Có sao không có? Đội hoa hậu phải có hạng cân chứ. Cao 1m50, nặng 50kg. Có hạng cân đàng hoàng. Cái hạng mà giò ngắn ngắn đó, nó bu nó thi đông dữ trời lắm. Ờ, giò ngắn khoái làm hoa hậu. Nhờ tôi có tiền tôi bung ra, bây giờ tôi là đương kim vô địch hoa hậu luôn. Ồ. Vừa giàu vừa có tiền. Cho nên nhiệm vụ của tôi hôm nay tôi về đây là để tôi lấy một người chồng. Ủa? Hả? Vậy là cái vụ mà đồn á, đồn ở trên mạng là có thiệt á hả? Có quý bà rồi bà. Không có đồn đại gì cho tôi đó, tôi về tôi lấy chồng thiệt. Đó. Là bà đi coi Thiên Nga xong bà lấy chồng luôn á hả? Ờ. Tôi á. Em Hương. Mày có khùng không? Bây giờ lỡ tao già rồi đâu có lấy mà già như vậy. Đã lỡ lấy rồi là phải lấy trẻ. Bà nghe chưa? Người ta lấy chồng trẻ. Mà nói về trẻ, ở đây ai trẻ hơn tôi? Tôi 25 tuổi. Anh hai 30 tuổi. 60 tuổi rồi ba. Ba đâu còn trẻ. Mày sinh năm mấy? 98. Thằng kia sinh năm mấy? 93. Tao sinh năm mấy? Sao bà? So là ba cái số, thay số nào nhỏ hơn? Số gì nào vậy? Nhỏ hơn mà. Vậy mà cũng được nữa hả ba? Không được. Muốn lấy vợ cỡ nào cho không được. Nín đi. Đã lấy trẻ rồi là phải trẻ măng, trẻ kiểu như là tươi xanh. Đúng rồi. Đây, đây, với... đây, đây, trẻ măng. Không, không, Dượng với em ba là thua rồi. Sao vậy? Mà tính về cái độ trẻ thì ở đây con gặp vú ở cái độ mà con trẻ nhất. Cái lần đầu gặp vú là con còn bú luôn đúng không? Đúng rồi. Đúng không, đúng không? Lúc nó mới đẻ ra cho nó bú cái đợp luôn đó. Đó. Hả? Không, nhưng mà nói nghe nè. Mày ở với tao, dù tao không có công sanh mày, nhưng tao có công dưỡng. Ủa, cái... à, dạ. Bây giờ Dượng hỏi con nè. Mày ăn hoài một món mày ngán không? Ngán. Ngày xưa mày bú rồi, bây giờ mày phải chịu ăn cho... Trời đất ơi! Tào lao cái gì nữa vậy ba? Cái gì? Ông ba! Ê! Tôi nói lại rồi. Bây giờ tôi cần trẻ mà còn phải khỏe nữa. Cỡ ông là cai sữa được đó. Rồi. Khỏe thì khỏi cần nói. Thằng con ruột tôi vô địch. Ủa? Thằng kia nó bị tâm thần. Thằng này khỏe lắm. Tôi nói bà nghe tại sao nó khỏe. Bà chưa thấy đâu. Nó cá độ đá banh, nó thiếu nợ người ta. Người ta dí nó chạy từ lầu 1 tới lầu 20. Nó chạy lên chạy xuống 3 vòng. Người ta chận ở dưới nó nhảy lầu. Vẫn không chết. Thằng này là thứ trời đánh trật búa. Hốt nó đi. Wow. Khỏe gì vậy ba? Trời, ba khoe con hay là ba đang đứng con vậy? Tao thấy khỏe thôi. Nó khỏe là được. Khỏe được dạ. Khỏe đúng rồi, bây giờ tao giàu mà. Vấn đề là bây giờ lấy tôi là đi theo tôi về nhà giả liền. Hả? Em Hương yên tâm, anh giả được. Giả? Ừ. Giả? Giả? Giả chứ. Giả liền. Giả liền, giả ngày giả đêm. Thôi thôi, nếu giả ngày giả đêm cho tôi rút khỏi cuộc chơi. Bà cứ nhồi nhồi hoài để hai đứa con nó. Ủa nhưng mà giả là qua bên đó là mình giả luôn chứ mình không có đi du lịch giải trí rồi tham quan rồi rồi giả hả? Không, giả liền. Giả muối tiêu để bán một vịt lộn á. Và tất cả là phải giả, không được xay và không được mua muối tiêu sẵn. Tại nó nghe mùi mốc đó, người ta không có thích. Ủa vậy là giả muối tiêu à? Giả muối tiêu bán vịt lộn á. Thôi bà ơi, vậy bà nói giả chi, bà nói về đâm muối tiêu cho khỏe đi. Đúng rồi, nói cái chữ đâm nó dễ là về là đâm ngày đâm. Được luôn, đâm muối tiêu cũng được. Thôi
không. Vậy à? Tại cái món của Vũ bán nó có cái dầu dăm á, cho nên nói gì nghe nó cũng bậy bạ hết trơn á. Ủa? Nói chung là khỏi cút, nhưng mà con làm được. Thôi ba, người đừng có tào lao quá, mà suy nghĩ cái gì vậy nè. Suy nghĩ cho đàng hoàng nè. Tôi ngày xưa tôi ở đây, bây giờ tôi quay trở lại, hiểu không? Để tôi gặp ông. Hai đứa này nó như con tôi á. Tôi nói ông á, ông hiểu vấn đề không? À. Tôi về đây để tôi mua căn nhà này lại. Để làm gì? Tôi xây lên, sau này tôi nó phải dựng vợ gả chồng về chuyện của nó. Còn tôi với ông á, ông bán cái nhà lại cho tôi đi là được. Không có bán. Bán đi mà. Tôi không có bán. Bán đi mà Dượng. Không bán. Bán đi. Không bán. Dù gì căn nhà này cũng là tài sản của má con mà. Bán đi mà Dượng. Không. Là các người ép con. Hả? Sao vậy? Là các người ép con. Nó lên cơm, Tại sao vậy? Thì ta giả điếc chờ cho người hết giận ta khuyên. Con ơi nhớ lấy lời ca, dù không sinh dưỡng. Ngạ quỷ. Là ngạ quỷ. Tại sao cứ mỗi lần nhắm mắt trong đầu con chỉ toàn là những hình ảnh ngạ quỷ như vậy? Cho anh vừa đời. Lỗi con Dượng. Cho con xin phép lui vào trong. Dạ. Con ơi, ông có phải ngạ quỷ? Quỷ! Không phải quỷ. Vũ nè. Vũ. Vũ hả? Thấy Vũ không? Dạ. Dạ. Con thấy Vũ. Trời ơi. Mừng quá, nó thấy nó bị vết à. Nó phải thấy chứ sao mà thấy cả ề vậy mà không thấy. Trời ơi, cái lưng mà cũng có luôn hả? Thấy Vũ chưa? Thấy rồi. Tôi nè, tôi không phải quỷ. Bà đứng lòng lòng nó xong thấy được. Ờ, bán nhà đi, bán nhà cho tôi. Không, tôi không có bán. Bán đi mà. Không bán. Là các người ép con. Là cơm nữa rồi. Để con. Tụng liền đi. Dạ. Anh em như thể tài chắc. Thôi. Anh em như đất. Trời ơi cha. Trời. Sao gì đánh con? Quá trời rồi, mày nhắc qua cái mặt mày nghiệp quá, mày tụng ai mày tính. Bây giờ tôi có một chút chánh niệm cho người luôn á. Ờ. Mà kêu tỉnh làm sao mà tỉnh. Ông ơi, đừng có tụng niệm gì hết trơn á, trời á. Bây giờ nghe lời tôi nè. Mọi người ơi, tôi về đây là tôi mua căn nhà này lại. Mà tôi lấy, tôi không có lấy cái này đâu. Tới con, tới cháu tôi mà lấy cái gì? Nhưng mà tôi không có bán. Bán cho tôi đi, tôi về tôi cất, tôi xây lên 7 tầng, hiểu không? Rồi xong rồi cho mỗi đứa ở một tầng. Còn tôi với ông mà lên tầng 7 thả diều. Ê, tao với bà lên tầng 7. Xin lỗi các con, thời tới cả ông nội. Không sao. Hương à. Trời ơi. Vậy là hai đứa mình ở chung tầng đúng không? Đúng rồi. Thấy chưa? Cuối cùng cũng về tao thôi. Ok đó. Mà phước bao không được thì coi như ba đồ cũng được. Ký vô. Hay quá. Trời ơi, Dượng ơi Dượng. Dượng ơi Dượng, mà lên trên tầng 7 là Dượng bất tử luôn á Dượng. Có thời lắm con. Sao? Cái này là thiệt nha, tại vì cái tuổi của Dượng bây giờ là gần đất xa trời rồi. À. Bây giờ mà có người tới xây 7 cái tầng mà đưa Dượng lên tầng 7 là Dượng nằm trong cái thế là xa đất gần trời đó Dượng. Hay quá, vậy là Dượng thọ hơn đúng không? Trời ơi Dượng, bây giờ trên trời nó có 9 tầng nè. À. Ừ. Mà Dượng lên tới tầng 7 là sớm muộn gì cũng... Bà nội này! Trời ơi, trời ơi, đó còn 2 tầng nữa là lên bà. Lẹ. Ê, ông lại đây. Cái gì? Đưa tay đây. Không, tôi... Bà ở tôi lâu mà không biết gì hết. Biết gì? Tôi đâu có biết chữ. Bởi vậy không biết chữ mới để lăn sẵn ngón tay nè. Hả? Đưa đây. Lăng rồi lăn vô đây, ngón kia. Chi vậy? Rồi, thằng con trai. Dạ. Lại đây viết chữ, tôi đã đọc tờ mí. Ủa, bà. Ghi vô. Là xong. Đó, rồi. Ủa, cái này tôi chưa đọc mà đồng ý gì? Nó đọc được rồi. Mày bà, đọc. Con cũng chưa đọc. Nhưng mà con tin gì? Hai hai lại đây con. Dạ, giờ con nghe nè Vũ. Đây là đất của cha má của con để lại. Dạ, đúng rồi. Về với chú đây, ngày xưa cũng chỉ là ở đợ, là con hầu trong gia đình thôi. Nay vì có của gì mua miếng đất này lại, để dỡ lại cho con toàn bộ sở hữu miếng đất này. Ê. Sau này con làm nhà thờ cha má con. Vậy là bà gạt tôi. Gì vậy? Vậy là bà gạt tôi. Đã dừng lại bà. Cái gì vậy Dượng? Bà gạt tao. Làm Dượng chú nói cái gì vậy? Cái nhà này là nhà của tao. Không. Nhà này là nhà của vợ ông. Vợ ông có chồng trước là ba nó bắt bớ về nhà của ông. Đây dạ. Không phải là nhà của Dượng. Mày. Đây nhà, không nhà. Phải là nhà của anh ba luôn. Không, nhà của đồng má. Đồng sở hữu. Căn nhà này là của mình. Của tụi mình nè. Của tụi mình kìa.
Đúng. Của ba thằng Minh. Mất dạy. Ờ, câu này mất dạy nhưng không mất nhà. Đây, 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 đây. Căn nhà này á không thể nào mà đưa cho ai được hết á. Nếu mà không có Dượng, không có em ba, cái người bệnh hoạn như con làm sao sống được trên cuộc đời này? Đúng rồi, Dượng, cái giấy này Minh là một gia đình đó Dượng. Thôi rồi, cái Dượng cho nên cái tờ giấy này, cái tờ giấy này không có nằm trong tay con được. Dượng, cái gì? Cái tờ giấy này mà xử lý sao đây? Hả? Được, bây giờ con nghe lời nè, con nghe lời gì? Căn nhà này ngày xưa là căn nhà gốc mặt tiền lớn lắm, mà bây giờ ba người đâu có ai đẹp đâu. Hả? Mà cạp đất ăn hoài đâu có được. Bây giờ cắt từng góc bán còn căn nhà có chút xíu. Bây giờ nhà này thành nhà cấp 4 rồi. Nghe lời dì Hường đi. Dì Hường sẽ cất lên 7-8 tuổi con dựng vợ gả chồng. Đứa nào cũng có một tầng để ở hết. Còn ba mày về với tôi. Tôi lo. Nhiệm vụ ông chỉ có giả mà thôi. Tự nhiên thoáng chốc tao làm việc kiều mày. Bye bye. Ba qua Los Angeles rồi ba bảo lãnh con nha ba. Không nói gì chứ cũng đâu có đi liền được. Tại vì tao chưa có bắt bọt mà. Bắt gì? Bắt bọt. Ê nó nghe nè, qua đây. Hả? Qua đây. Ông lấy bắt bò ông đi đâu? Đi đi về Mỹ đó, Los Angeles đó. Tao lao đi Long An nè, LA đây nè. Ủa gì vậy? Vậy gì, ở LA là Los Angeles chứ gì? Tôi đâu có nói tôi ở Los Angeles bao giờ. Tôi nói tôi ở LA, tôi ở Long An bán dịch lợn. Ủa, trời đất ơi, mà bán sỉ nha. Giàu dữ trời luôn. Tôi mới gom một vịt lộn đó, tôi giao sỉ lên đây. Tôi đi ngang qua, tôi thấy nhà chủ của tôi tàn tạ quá, tôi gom tiền, tôi lên tôi mua đất. Chứ tôi đâu có nói tôi ở Mỹ bao giờ. Thôi, nói chung bây giờ thấy bà mua đất, bà cũng xây, bà lo nhà cửa cho tụi nó, tôi cũng vui. Ở nhà này không có ai làm ăn gì hết trơn hết trọi á. Bây giờ bà lên bà xây cho tụi nó, có cái cơ ngơi như vậy tôi cũng mừng, tôi về tôi phụ bà cũng được. Nhưng mà giờ tôi yếu rồi. Yếu cái gì, về chỉ giả thôi mà. Dạ ông nội. Trời, cái gì vậy? Còn cái chài là giả được hết. Tôi giao cho ngồi giả muối tiêu. Đây nè, có này uống đã lắm. Cái gì? Doctor Sam. Uống đi. Đi. Vô rồi ba. Chắc chắn giả được hả? Giả được. Hai con. Cha đi chuyến này lành ít dữ nhiều. Các con ở nhà nhớ tụng niệm cầu nguyện cho cha bình an vô sự. Dạ. Nhất là mày. Con hả? Nhớ tụng niệm, phải có chánh niệm nha con. Trời. Tí giác dạ. Cái chài đi đây. Nói nhiều quá. Đi lên giường. Hả? Lên đường. Lên đường.